Hello, xin chào anh em nhé. Tiếp tục ngày hôm nay bên Sông Dung Dô lại chốt kèo cho khách hàng ở huyện Yên Châu, Sơn La nhé. Bộ cấu hình là 3 ký motor Hoàng Anh này. Đầu là đầu siêu VIP luôn anh em nhé. Đầu Genlot 645 nhé. Đầu này là đầu ngon lành luôn này. Đầu này hơi bị cực kỳ đắt tiền luôn anh em nhé. Đây, nhìn cái mặt cùm xi lanh của nó chán không? Và quả báo áp liền khối luôn, ngon lành luôn anh em nhá. Đây, đồng hồ đang test áp mắc là 50 cân anh em nhá. Hiện giờ đang test áp mắc đây, chạy lô bếp là 2 ly đây anh em này. Quá ngon lành luôn, về để rửa sân vườn. Và kèm theo là mục đích là phun nước sô cây cối với lưu lượng từ 19 đến 34 lít trên phút. Thì không có con máy nào là nước nhiều như dầu con máy này. Quá mạnh không anh em, nước nhiều, xịt rửa mạnh luôn. Phun nước sâu thì mỹ mãn luôn anh em nhá. Giờ anh xem, máy chạy cực êm ru luôn nhá. Đầu là đầu 645 nhá anh em nhá. Đấy, ngon lành luôn, lắp trên khung hai bánh dễ dàng di chuyển này. Đây, đầu này đầu siêu VIP luôn anh em nhá. Đầu ti sứ, đầu Genlot 645. Đây, về phần điện ý, thì là bên Sông Dung Dô lắp có CB chống giật này. Đấy, khi mà xảy ra sự cố là nó sẽ được ngắt này. Ngon lành luôn anh em. Ví dụ như là chập giò điện này hoặc là bị dính nước là nó sẽ tự ngắt điện. Bảo đảm an toàn cho máy và cho anh em. Đây, hiện giờ anh em đang test máy này, rửa xịt rửa xe trước khi bàn giao cho khách hàng. Gửi lên trên Yên Châu Sơn La anh em nhé. Với cấu hình là motor 3 ký đầu Genlot 645 là giá công khai là 6.6 bao ship toàn quốc anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại là 0967123366 0923803222. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.